Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Làm vào mình dò đến Chim Sẻ. Dò nhanh quá. Bước dò đầu tiên tới từ bài đấu này. Quả đầu đang có được đó chính là 7 cây này. Zoman tới từ cái thủ Chim Sẻ. Một mỏ quả đầu dành cho bài Zoman của anh đội Chim Sẻ Nắng. Pan à, ui Zom Pan luôn anh em ơi. Đây kia cầm Pan. Zom Pan trận đấu này anh em nhá. Mình lại bon lên được tận top 9 thế này nhỉ. Zom Pan anh em ơi, quân cửa dưới đấy. Đây kia chậm 2 dân so với Chim Sẻ. Ở câu hỏi trận này là gì đấy? Mình chưa kịp trả lời câu, chưa kịp tham gia câu hỏi rồi. Và làm vòng đi dò thôi. Zoman đối đầu với Pan. Đánh phù phát triển. Vàng với rừng gần nhau này. Cái nhân đôi được này, quan trọng là đồ ăn thì chưa thấy anh em ạ. Yêu đầu chắc trên 12 giờ rồi. Quả phụ đây rồi. Không thấy yêu đầu luôn ạ. Voi, ồ ngon, hai con nào. Con này. Yêu đầu đây. Xà thế. Có nhiều voi, quả phụ. Thiếu tí đồ nữa thôi. Ra ngoài này tìm thêm hai con voi nữa đưa về là đẹp. Bấy yêu này đưa về gần rừng. Hết đầu thiết kế gấp rút. Zoman thì gỗ rất là, giá nhà nó rất là rẻ thôi. 102 gỗ cho một cái BS đầu. Số 120 đơn vị quân khác. Và đổ chặn này lẻ à, ok. Rồi làm vòng bi giò nào. Đây bấy nhiêu đây. Thêm bầy hươu bên ngoài nữa, nói chung là cũng đủ đồ. Mà tôi thích có thêm voi để đỡ phải ăn hai bầy hươu. Ăn hai bầy hươu nghe hơi tệ anh em ạ. Bài này thì cũng có thể khung được nhà. Đấy là Chim Sẻ Nắng. Đối đầu với Pan đấy các bạn. Chấm me này là một khung rộng rồi. Anh em các bạn tận 4 dân rồi. Tôi cấu một quả phụ thôi. Mình nghĩ kết thúc luôn cho nó đẹp đúng không anh em? Rồi bo thêm mẹ đây. Gỗ rất là nhiều, thoải mái đi. Đã đủ gỗ đóng S nữa rồi đây. Bấy nhiêu năm. Và con bấy nhiêu bên ngoài thì đã sẽ đóng vào được bảo kê bệnh nhà quân đi. Hai ba trên 28 dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng, nói chung là đủ đồ rồi. Bài này thì cùng nhà đánh phát triển với con Pan luôn. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream với nội dung esports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ ưu tiên năng tương tác độc quyền. Vừa theo dõi giải đấu vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng và cộng đồng AE trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc và hấp dẫn hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ nền tảng online. Quay trở lại với trận đấu này thì bộ đôi sĩ Yamato và Mạnh Hà đánh tới 20 dân Pan. Phải Pan 20 dân anh em ạ. Thật là châu dân này đối phương. Ôi phi bầy hiêu này đi thôi. Chờ đợi gì nữa. Rồi, đánh quyết bầy hiêu thành công. Đây xem BB. Đây mờ kín luôn mặt này. Dãy nhà BE dưới kia, hai vàng trong rồi. Thoải mái. Hai mươi dân luôn, tự tin nhá. Bạn gặp Rom rồi bạn đánh 20 dân. Đây xe BM rồi, còn đây xe BL. Rồi, mặt dưới này là bo BE dần dần.
Và mình sẵn kia rồi. Chỉ được 4 cộng 1 dân và kịch đời 12x. Và 26 dân cộng 1 đến từ chim sẻ khi được cầm Roman. Giờ là bò bến ra cửa mình và ngồi xóa ruộng thôi. Lực vẫn còn từ bấy nhiêu nên thoải mái. Ngủ hết rồi à? Rồi ăn vàng thôi. Đến đời sớm hơn Pan nhá. Công giáp nó sẽ là đầy đủ luôn anh em ạ. Mình đối đầu với lạc đà mà mình công giáp mình nét được. Đó. Để mình dụng nữa lên chia sẻ. Đóng này sẽ bo luôn từ mặt 3 giờ vào. Công giáp chặt gỗ lên xoành xoạch luôn. Tiếp tục bò. Em một sư tử ở đây. Đã nào 160 vàng các bạn chưa đi gọi đến nhà. Đây rồi gặp kìa. Rồi xiên. Mỏ vàng trước. Ok một lờ bánh xe. Xiên mỏ vàng đối phương. Đã. Ăn được một dân rồi. Đây rồi bạn đang trong nhà xin thể nào. Khó chịu nhờ một người thủ nhà, một người đi chọc giò, mỗi bên đều nằm trong một dân rồi. Sẽ cố gắng làm được một dân rồi bạn. Kéo kém về một dân này. Được hai dân đúng được. Đó là lợi thế. 30 trên 52 để cho mình chia sẻ. Chín nhà. Ai à? Nào. Vậy đấy. Vậy nữa đấy. Nhớ cả mắt chưa? Chưa chết ạ. Thích cổ rồi lại luôn. Này này. Khó chịu thật. Tạm lại là 30 để nhớ chia sẻ. Bắt đầu bo nhà rộng hơn. L2, L3 tăng liên tục. Rồi chặt cổ lên rồi đánh rồi xong đơn luôn. Bạn không có ruộng nhà. Sẽ là công 4 giáp 4 nữa anh em nhá. L3 luôn. Tín nhà. Rồi 3L. Đánh cho bài Roman này. Mất giò rồi, chấp nhận thôi. Chuyển sang đơn. Ngủ đứng kê nhà là thoải mái rồi. Và tập lại là 40 trên 68 thì cho bài Roman này. Còn các bạn nhìn thấy bài Roman nó phát triển rất là mắc mình. Có đủ những vị trí trẻ nào. Wow. Thằng đét luôn. Rất nhiều, rất nhiều. Đánh công nghệ với cả phù luôn. Bắt đầu cung gờ. Đến bắn phù nhưng mà cung gờ vào nhau ở nhà anh ta. Không nghe. Xích cổ lại luôn. Đánh công nghệ dần đi cụ. Lạc đà bắt đầu đến rồi ai à. Đông quá nhờ. Vào đây. Phát triển với các em luôn đấy. Số 2. Ra thêm ruộng. Rồi. Xả ra cung gờ đối phương rồi. Hắn lại là 50 trên 76 đến từ chim sẻ. Đi ruộng nữa ở đây. Ba L bắt đều luôn. DC luôn. Làm bí đầu máu luôn. Có hai đã đi xong. Rất khó dành cho Shin Yamato và Mạnh Hà có thể công bài Roman này em ạ. L4. Con người đã không đón được bên đây mà bo bê. Nhìn mặt này. Nghĩ đưa phù cái mặt yếu này là đẹp rồi. Rồi. Từ từ. Bóng người vào chỗ này. Ra 4 nhân cấp. Sao bắt đầu công việc. Rồi, chạy qua lạc đà. Tiếp. Vào đây các em.
Phê lương ngót hay nói công gì không ạ? Đưa hết tiền đây. Rồi. Rồi. Đầu gấu nữa đi. Làm ai 56 đấy từ chim sẻ. Đầu đi nhận tính. Đầu bò lại. Đầu bỏ em bắt chim giờ. Làm gì chuyện công đơn giản vậy em. 3L, 4L ngay. Được lên L4 anh em ơi. Tiếp tục là 3,7 đầu chim sẻ. Tiếp tục 7, chạy đi đâu. Tính hiện tại giờ tiếp theo giờ điên cuồng luôn vào hết đây kể cả là lạc đà luôn đây có 4 ra 4 rồi 4L rồi vào đây nghe vậy gì đấy nào nào rồi diệt rồi anh em ạ và tỷ số ấn định là 4-1 và những chi tiền thắng trong buổi tối ngày hôm nay ở cả hai đội chúng mình nhá 4-1 anh em ơi 4-1 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với Mạnh Hà và sĩ Yamato. Và kèo đấu chúng ta sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả và bạn. Hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream tiếp theo trên